xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, được xem là thủ phủ nuôi lợn cung cấp thịt cho nhiều tỉnh ở phía Bắc. Cùng với sự phát triển kinh tế thì vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây đang là điểm nóng. Điều đáng nói hơn là toàn xã Ngọc Lũ chỉ có một nhà máy thí điểm xử lý chất thải. Tuy nhiên, kể từ khi đi vào hoạt động, mô hình này đã đóng cửa, bị bỏ hoang vì không thể đáp ứng được công suất cũng như là nhu cầu của người dân. Đây là nhà máy xử lý chất thải thí điểm cho địa bàn xã Ngọc Lũ do Cục Môi trường đưa về địa phương từ năm 2012. Theo các hộ dân tại đây, nhà máy chỉ vận hành vài tháng rồi từ đó đến nay không có bất cứ hoạt động nào. Rêu mốc và cây cỏ mọc tốt tùm. Bể chứa nước và bể thẩm thấu quá nhỏ, không đủ công suất để vận hành. Nói chung là cái nước thải này là từ đợt lém rời được mấy tháng giờ này bỏ hoang quay không sử dụng được nữa. Mà quay như bây giờ nó sập hết tất cả các đường rồi. Lèm mất bao nhiêu thời gian và bao nhiêu công phu như thế mà bây giờ quay như để hoang để không. Trạm xử lý chất thải đấy thì là người ta đặt ở cái đội 1 của Tân Tùng. Thế nhưng mà được xây dựng là từ năm 2012. Thế nhưng mà mấy năm này không thấy sử dụng được. Nó không biết là do nguyên nhân ở đâu, không biết quá tải hay là do là cái xây dựng như thế nào thì tôi không được biết. Nhưng không thể xử lý được. Thế nên cái nguồn chăn nuôi của xã Ngọc Lũ quá nhiều. Cái lượng mà chăn nuôi ở đấy về chăn nuôi gia súc gia cầm nó quá nhiều cho nên là không xử lý được. Mà tình trạng là ô nhiễm của Ngọc Lũ là nó rất là quá tải cho nên là dẫn đến các cái bệnh dịch. Mà mấy năm đổ lại đây ấy thì tỷ lệ là cái bệnh nhân ung thư nó quá nhiều cho nên là trong một năm đấy là phải chiếm vào đấy vào 1/3 số người tử vong và chết vì ung thư. Đến Ngọc Lũ, khắp các rãnh, mương nước, ao hồ đều có màu đen và bốc mùi khó chịu. Chất thải đổ ra kênh ngay trong khu dân cư, chảy ra cánh đồng hoa màu, gây ô nhiễm nguồn nước và nguồn đất. Khi kênh mương quá tải thì cả nghìn khối chất thải ô nhiễm lại đổ ra sông Châu, nơi có khoảng 20.000 hộ dân ven sông sinh sống. Tất cả cái ống thải dưới đường đây, là thải tất ra đấy thì bây giờ cũng không xử lý, nó tràn tất sông. Tràn đến sông thì bây giờ lại xử lý nước sạch đưa cho bà con dùng. Thế mà nước sạch thì nhiều khi là nó cũng không được trong, nó vẫn vàng. Xã này người ta chăn nuôi quá nhiều, nước nó thải ra cho nên nó gây cái lượng ô nhiễm, mà nhất là 2 năm gần đây không thả được cá nữa mà coi như là ao để không. Thế nên là đến thậm chí các cái cây nó mọc lên nó còn chết. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lũ, nhà máy xử lý thí điểm chỉ là mô hình nhỏ, không thể xử lý triệt để được chất thải của lợn trong toàn xã. Thực tế này đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đây. Có nói là cái trạm xử lý chất thải của Ngọc Lũ hiện nay không sử dụng được thì có nhất là nguyên nhân của nó là thứ nhất là cái quy mô trạm chỉ phục vụ cho một thôn. Do vậy là hiện nay nó vướng nguyên nhân không tổ chức thực hiện được cái kinh phí, không có đầu tư để cho nó hoạt động. Thế nên là ra cho thôn thì cái công tác tổ chức dưới thôn hiện nay nó rất là khó khăn, thu từ hộ. Thế nên là để đảm bảo duy trì được thì cái kinh phí đầu tư của ngân xã thì không có. Mà thu ở dân thì hiện nay đang khó khăn, bất cập. Thế nên là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề cái dự án phục vụ. Nếu như cái án này mà nó phục vụ cho cả xã thì cái việc tổ chức vận động tuyên truyền cho cái thu thì nó rất là phù hợp. Việc xả thải phân lợn trực tiếp ra các cống rãnh gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Mặc dù người dân hiểu được hậu quả của vấn đề, nhưng không có cách nào khác vì nhà máy thí điểm xử lý chất thải nằm bất động, kinh phí ngân sách của xã còn hạn chế. Vậy, đến khi nào nhà máy xử lý thí điểm mới được chính thức hoạt động trở lại? Đến khi nào xã Ngọc Lũ mới có nhà máy xử lý chất thải mới? Đây vẫn là những câu hỏi lớn, chưa có lời giải đáp.